ra. Cho em đi vào đón khách đi anh ơi, cho em vào đón khách đi. Yeah, em vào đón khách, em vào đón khách người nhà cơ mà. Em anh người nhà gọi ngay ngay cửa ngay vào đi. Ông xuống đây rồi. Anh bảo người nhà người ta ngồi xe đem cho vào. Ngồi xe như đây người ta cấm đón khách ở đây rồi. Nếu thế thì bây giờ anh chào em chủ việc anh ngồi ăn nhá. Sao lại quy định là sao đối việc được? Ờ cô ơi, cô đi ra ngoài này cho đợi đồng cổng này bên. Alo. Đây cháu đang vào nhưng mà bảo vệ nó chặn nó mới vào cô ơi. Cô đi bộ ra bên cầu vườn để cho đón nhá. Xe nào, xe sau tắc hết rồi anh ơi. Đấy hụt xuống mà cho xe đi cả. Em đang quay đầu anh ơi. Quay nhanh lên cái. Mẹ nhà mày. Bẩn đấy chăm cái đường. Mẹ mày, mày bẩn đấy chăm cái đường. Mẹ chúng mày. Quay cái đầu không cho đón thì làm sao? Bố mới bảo mày đang hoang thì mày tử tế. Em làm sao? Đỗ xuống luôn. Chó này. Rồi. Anh em bảo đây, mày anh, muốn lái xe anh cứ bình tĩnh đi thằng kia. Địt bố mày này. Cái địt con mẹ chúng mày. Ôi bọn chó đàn địt con mẹ chúng mày. Bố mày cho mày lên sang nhất hôm nay. Địt mẹ mày bố mày trên Facebook hết chúng mày. Địt mẹ